Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire đã cập nhật đó là hộp ma thuật đồ mới rồi. Đấy, anh em nào mà đổi được hộp ma thuật rồi vào đổi đi anh em. Còn anh em nào mà hôm trước đã chót lỡ quay khi trước khi mà bên Anna Free Fire thay đổi cái hộp ma thuật thì thay đổi cái vòng quay ma thuật thì chia buồn với anh em. Đấy, tôi đang ở trong tài khoản của anh chàng Lửa THT Gamer, một thành viên đến từ làng Lửa. Và ông này có cái gì hay ạ? Đấy, ông này thì được cái nó là khá là chăm cầy, nên là hiện tại ở trong cái vòng quay là đang có 50 lượt quay, hơn 50 lượt quay. Và bạn này nhờ tôi là đúng ngày hôm nay đấy vào đập, tại vì là để kỷ niệm sinh nhật Free Fire và cũng kỷ niệm sinh nhật bạn này luôn. Thì bạn này sinh nhật sẽ là 31 tháng 8 đấy. Hôm nay tôi sẽ vào nó làm quả đốt pháo hoa. Đấy, mở thử 50 lượt nha, xem hôm nay có bao nhiêu lượt. Đấy, để xem là ra được bao nhiêu mảnh. Đấy, ra được bao nhiêu mảnh ma thuật hay là có ra được đồ gì ngon hay không. Đấy, hôm nay có tổng cộng 56 lượt anh em ạ, 4 mảnh. Đấy, quay thôi, tích cực quay tay. Tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Ui xôi ôi, ui rồi, ui rồi, mà tốc độ luôn. Đấy, nào nhanh anh ạ. Ôi, nó bị làm sao này. Vâng, sau quả giật lắc tự nhiên lại không ra được kết quả anh em ạ. Và đây rồi, 7 mảnh. Xôi nào, tích cực quay tay 4 mảnh. Nói chung là để mà quay ra được 50 mảnh tôi nói với anh em là rất khó. Đấy, quay ra được vào ô 50, 60 à, không, chỉ cần quay vào ô 20 thôi đã khó rồi. Đấy, nó đã khó rồi. Chúng ta cứ, nếu chúng ta nó bình thường thì chúng ta sẽ 4, 5, 6 hoặc là 7 mảnh. Đấy là trung bình, ai cũng như thế cả. Đấy, bạn này cũng khá là chăm cầy. Đấy, xôi, quay 50 mảnh. À, được 10 mảnh này, ngon. Đấy, được 10 mảnh này, ngon. Ôi, lại 10 mảnh này, ngon. Đấy, ui xuôi 50 lượt kìa. Ôi, lại 10 mảnh đấy. Ui, 50 lượt khéo phải được 4, 5 hộp anh em ạ. Và phải được 4, 5 hộp. 6 mảnh hơi a đuôi. 6 mảnh hơi a đuôi tí. Ôi, lại 10 mảnh, tươi. Đấy, cứ mỗi lần 10 mảnh thôi là 4, 10 lượt là 400 mảnh. Ôi, rồi lại 10 mảnh này. Thì nó lại gọi là hết nước chấm luôn. Lại 10 mảnh, được thật sự. Đấy, được thật sự. Ôi, lại 10 mảnh, ôi, tài khoản này lỗi rồi. Chỉ ra 10 mảnh anh em. Ôi, thật ra 10 mảnh này. Ui, nếu mà nó cứ đang xa tầm 10, 15 mảnh cứ phang thôi anh em ạ. Và cứ gọi là đấm nhiệt tình thôi. Đấy, bây giờ nó lại quay về 5 mảnh rồi. Nói chung là để mà quay thẳng ra được bộ trang phục này rất là khó. Nhưng mà bên Anna sửa như này thì cũng được. Đấy, úi giời, lại 6 mảnh. Nói chung toàn mảnh thôi. Mấy cái ô kia thì tỷ lệ nó cũng gọi là tỷ lệ cho vào cho nó vui. Còn tỷ lệ quay thế nào được. Nhưng mà cũng có một bạn, tôi thấy ở trên group, có một bạn chia sẻ là trúng được cái ô dài dài ấy. Cái ô mà một súng 4 trang phục ấy. Một súng 4 đồ ấy. Đấy, thế ngon. Đấy, tôi nói với anh em quá ngon. Úi, lại 10 mảnh này, mượt. Đấy, 10 mảnh quá mượt luôn. Ui dồi ôi, 10 mảnh, lại 10 mảnh. Ông này được cái hay ra 10 mảnh nhỉ? Hay ra 10 mảnh liên tục này. Ra 10 mảnh liên tục này anh em. À, có một số bạn kêu là sau khi cái vòng quay ma thuật này đổi, các bạn ấy chơi và các bạn bị khóa 3 ngày. Đấy, thì tôi không biết lý do vì sao cái vụ đấy rồi. Thật với anh em nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. Đấy, chơi vòng quay ma thuật mà lại bị khóa thì cái này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. Nó gọi quá đỉnh của đội bán bỉnh rồi. Đấy, anh em mới hỏi bên Nga Na thôi. Bây giờ nhiều khi cũng chả biết tại sao bị khóa 3 ngày. Đấy, không biết anh em dùng phần mềm lạ, phần mềm liếc thì tác động vào lượt quay hay không. Đấy, còn ui lại 10 mảnh ấy, mượt thích à. Ra 10 mảnh lên tùng tục ạ. Và cứ ra 10 mảnh này lại ấm. Không biết là tổng được bao nhiêu rồi. Cái này nó không tính một cái tổng mà chúng ta nhận được là bao nhiêu nhỉ. Đấy, lại 4, 5, 6 rồi này. Đấy, 50 lượt thì ôi đấy, 15 mảnh ấy. Được. Và ra 15 mảnh liên tục xem nào. Được thật sự. Đấy, ông THT Gamer nhá. Và bạn này tên là THT Gamer, một thành viên đến từ quân đoàn Làng Lửa. Ôi, lại 10 mảnh, mướt. Đấy. Tài khoản của bạn này thì cũng nạp kha khá đấy, cũng không phải đơn giản đâu. Đấy, nạp cũng tương đối đấy, nhưng mà đây không phải chương trình review á. Mà tôi quay này kỷ niệm sinh nhật của bạn ấy thôi. Đấy, lại 10 mảnh, mướt thật sự. Đấy, cứ 10 mảnh là ngon rồi. 10 mảnh nó gọi là ngon rồi, 56 lượt quay. Ui trời ơi, hy vọng mà được khoảng 300, hơn 300 mảnh thì là ok. Tôi nghĩ chắc phải hơn 300 mảnh rồi đấy. Đấy, ok, lượt cuối đã. Lượt cuối là 7 mảnh. Xem là bao nhiêu? 300 bao nhiêu mảnh đây? 355 mảnh. À, 355 mảnh anh em ạ. À. Ui, nó phải gọi là hết nước chấm, hết nước chấm.
Được, thật sự anh em ơi. Đấy, nó phải gọi là như thế chứ nhỉ. Đấy, nó phải gọi là ổn áp. Quay 56 lượt được 355 mảnh cũng không tồi. Đấy, tôi nghĩ cũng không tồi. Nói chung là trên 300 mảnh là thành công rồi. Kể ra được khoảng 400 mảnh thì ok hơn. Đấy, kể ra mà quay nhiều vào O10 mà lên được 400 mảnh, 10, 15, 20 mà lên được 400 mảnh, phải nói là ok la. Đấy, rõ ràng là những cái bạn nào mà tích lượt quay đến tận bây giờ để mà quay ấy, thì nó cũng sẽ có lợi hơn. Đấy, khổ thân mấy ông quay đợt đầu, quay mấy trăm lượt toàn đồ ăn cho pẹt toàn đồ ăn cho pẹt với cả đồ, mấy cái đồ vớ vẩn, lừa lắm, anh em phải cẩn thận. Đấy, nói chung là những sự kiện của bên gà rán này anh em cứ cẩn thận nha anh em nha, biết đâu lại có sự bịp. Đấy, ok, tôi sẽ đổi sang mấy hộp ma thuật cho bạn này. Đấy, ai hộp ma thuật, thuật ma hộp, đấy, 4 hộp được thật sự chưa anh em? Bạn này có sẵn 2 hộp nên là 6 hộp chứ, có thể đổi đủ hết cả 5 đồ rồi. Đấy, mà thôi, để bạn ấy tự đổi thôi, hoặc là bạn ấy để đấy cho đẹp. Đấy, để đấy cho đẹp đội hình thôi. Đấy, ok con dê, anh em mà có nhiều hộp ma thuật hôm nay cảm thấy vui vẻ có thể ghé qua Riaki Store shop tai nghe dành cho game thủ Free Fire nhá. Khi mà ghé qua đây thì anh em có thể mua rất nhiều các mẫu tai nghe cách âm chống ngôn đấy, để giúp chúng ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi cái tựa game trên di động là tốt hơn. Ngoài ra thì có cả tai nghe không dây, rồi thì bao găng tay, các kiểu phụ kiện để giúp chúng ta chơi Free Fire một cách thực sự mượt mà. Link tham khảo Shopee Riaki Store HN, Riaki Store HCM hoặc là TikTok Shop Riaki Gaming 89 nha anh em nhá. Hoặc là Lazada cũng được, không ai cấm cả. Ok, hôm nay thì bên Nana Free Fire đã chính thức ra đó là bộ siêu đạo trích neon siêu ngầu. Đó, và chúng ta cũng thử quay siêu đạo trích neon xem là có ra được dễ hay không. Vòng quay 3B tôi nói với anh em vòng quay đơn giản. Đấy, vòng quay 3B thì nói quá đơn giản luôn. 5B thì cậu còn sợ, còn 3B xin cái tuổi. 3B xin cái tuổi luôn. Đấy, quay 2 lượt rồi chưa ra, 3 lượt chưa ra. Ui trời ơi, 1B được thật sự. Đấy, đơn giản. Ôi giời. Chúng luôn siêu đạo trích neon mà quay có 5 lần ạ, 79 nhân với 5, 80 nhân với 5, 400.000 gương ra luôn được siêu đạo trích neon và non. Đấy, siêu đạo trích neon. Thế là lại ăn à? Thế là lại chỉnh tỷ lệ à? Cảm ơn anh gà rán nha. Thế lại chỉnh tỷ lệ à? Chỉnh tỷ lệ thì mình xin thôi. Chỉnh tỷ lệ thì mình lại đành phải xin thôi chứ còn gì nữa. Chỉnh tỷ lệ thì mình lại phải húp thôi. Và chỉnh tỷ lệ nó lại phải húp thôi anh em ơi. Được thật sự. Quá ngon độ bán son. Ai, được thật sự. Chỉnh tỷ lệ này thì cảm ơn anh Gà Rán nhá. Ai, lại yêu anh Gà Rán. Lại yêu, phải yêu anh Gà Rán rồi. À, ok con dê luôn. Nó này tìm tôi là bị thua tỷ số 0-2. Tất cả là do không phải tại tôi. Đấy, tôi đã bắn rất nỗ lực rồi. Nhưng mà mấy cái thằng đồng đội tôi đã bắn a đuổi lắm. Đấy, thế là thua thôi. Đành phải chịu đấy. Cái bộ siêu trích neon này nó đã có sự chỉnh sửa so với cả hôm trước ra. Đấy, bên Nga đã chỉnh lại một chút cho cái khoảng thời gian nó hóa thành con neon này nó lâu hơn và cái màu sắc ở trong nó cũng sẽ kiểu sang màu khác chứ không phải màu đỏ nữa mà nó là kiểu nhạt nhạt ấy. Đấy, nó nhạt nhạt đi. Ôi kìa, một cháu bay đầu. Cái gì đây? Hai cháu bay đầu. Cháu nào đây? Ôi này, cháu này ra cứu này. Cháu này ra cứu, chống trả với chúng tôi. Ai, ôi cháu này còn chích thuốc này. Hai thằng, ba thằng triple kill là anh em vị trí Riaki. Nếu mà anh em để ý cái khẩu M87 cũng đã được nâng cấp thêm một chút về hiệu ứng nhá. M87 gọi là vũ trụ hủy diệt này, khi mà bắn trúng đối phương này cái đạn tóe ra với hiệu ứng nó nhìn đẹp hơn một chút so với hôm trước. Đấy, hôm trước nhìn nó hơi phèn. Đấy, em sẽ nhìn nó hơi phèn tró chạy đâu con sâu. Đấy, nhưng mà bây giờ cái hiệu ứng nó đã được gọi là nâng cấp thêm một chút rồi. Đấy, cắm kim tiêm à? Cắm kim tiêm này. Ok, gieo đi bạn ơi. Chạy nhanh em phết đấy. Đấy, chạy nhanh em phết đấy. Thế này mình không được quan AQ rồi. Thế mình không được quan AQ, mất quan AQ rồi. Ui trời ơi, mà thôi cho thằng đồng đội một mạng cho nó tăng tiền. Đấy, không nó lại khóc anh em ạ, không nó lại khóc. Trời ơi, quẩy lên nào. Anh em thấy bộ siêu trích neon này trông được không? Đấy, trông nó chả khác gì cái bộ siêu trích đỏ, thề luôn, trông chả khác gì cả. Và đổi mỗi tí màu, sơn thêm tí màu, thêm tí hiệu ứng giật giật, nhạc giật hồi máu. Thế là tự nhiên lại thành đồ mới. Công nhận nó kiếm tiền này cũng dễ. Xong rồi về sau lại có siêu đạo trích hóa ra từ siêu đạo trích vàng, là một cái con tím ấy thành siêu đạo trích gì đấy. Thế là thêm 4 bộ nữa, chủ kiếm tiền nó phải gọi là đơn giản. Kiếm tiền đơn giản đến ăn rổ luôn. Một cháu chạy vào đây này, tê thi à? Tê thi, cho cháu quả lên.
liệu. Đấy, cho cháu. Ui, chết luôn kìa. Cho cháu mấy quả liệu, cho cháu mấy quả liệu nhá. Đấy, à, bắn cậu này. Noad VN, bắn vào đít luôn. Noad VN với chúng tôi này. Còn cháu nào ra đây, nó đây. À đây, cháu này chạy lên đây chết luôn. Chạy thẳng vào người cậu. À, cháu này chạy thẳng người cậu đi. Chết luôn, chết luôn. À, anh em thấy được không? À, bắn MM1837 trong tay thì làm sao ạ? Rồng bay phượng múa. Ai nói thẳng rồi cho nó lực. Ai không lại bảo là loại bắn lại không được lực. Ai, súng lại hơi yếu. Ai, súng không hề yếu một tí nào. Tức là Famat này. Ai, Famat quỷ kiếm dạ hương. Trời ơi, hai tay cầm hai khẩu nâng cấp, mặc thêm một bộ đồ neon. Ai, mặc thêm bộ đồ đạo trích non e, đạo trích neon. Quá đỉnh luôn, đỉnh của chop. Nào, lên thôi, lên thôi. Tầm này ngại gì va chạm nữa. Chắc là địch cũng sẽ trèo đến đây. Đấy, có ra đây mà chờ. Úi xôi, nguyên một rổ. Tia được rồi. Tôi đã tia được rồi. Nguyên một rổ. À, nguyên một rổ, anh em ạ. Đấy, ôi thôi, chạy qua đây. Phải 3-4 thằng. Đấy, cân 3, cân 4 luôn. Cân 3, cân 4 luôn. Cân 3, cân 4 luôn. Phun đỏ. Cân 3, cân 4 luôn. Ôi, cân 3, cân 4 luôn. Ui, đồng thích à? Cân 3, cân 4 luôn. Đấy, cân 3, cân 4 luôn. Quân 3, cân 4 luôn. Ôi, chất bắn, cho bắn không trúng rồi. Đấy, ôi, thôi xong rồi. Xong rồi, nó cứu lại được rồi. Hóng rồi, hóng rồi. Hóng rồi, anh em ơi. Biết thế phải quay team hình AFK này. Rồi, sao lại thằng này quit game. Chi, cố lên các bạn ơi. Nam Data, sao lại quit game kia. Sao lại đâm đầu vào tường. Tương đầu vào đầm đấy kia. Đấy, rồi ôi, đâm đầu vào tường kia, cái gì đây? Vâng, thằng boss này tiểu đấy bạn ơi. Chị bắn bắn nó đấy. Ôi trời ơi, các bạn, chúng nó yếu lắm rồi. Thằng nào cũng ngất hết một lần rồi. Đấy, nhìn con boss team mình bắn chán thế nhở. Đấy ơi, ui trời, người gánh team đây còn gì nữa. Bình hay lắm Bình ạ. Bình bắn rất là hay. Bình bắn rất là bình luôn. À, đúng rồi, tỉa nó đi kia, nó dưới. Chơi nó Nam Data. Đúng rồi, hay quá. Và một tình huống thi đấu rất tốt đến vị trí Nam Data. Kia hay quá, bắn rất dính đến tới vị trí của Bình. Ui ơi, Bình gánh tim rồi. Bình gánh tim chặt anh em ạ. Kia Nam Data cẩn thận, nó giết bạn bây giờ. Đấy, một cú đạn nổ đến tới Nam Data, hay quá. Nam Data thi đấu uy tín đấy. Nam Data làm gì đấy? Nam Data cứ ngao ngao anh em ạ. Thằng Noah chết rồi kia, giết nó, hay quá. Bình bắn lại hay. Đấy, ui xôi, địch nó đã bị kẹt ngoài bo và đã chết hết rồi. Ok, sau một ván thi đấu hơi ho cho của tôi thì team tôi lại bị địch gỡ lại với tỷ số đó là 3 đều. Hơi cay. Đấy, nhưng không sao, trận này mình đã quyết định là không chơi 187 nữa mà chuyển qua Gloza cánh team. Đấy, ui thằng Bình bắn vào Noah chết luôn à. Vâng, bạn Bình bắn kinh à. Bình này như kiểu bật phần mềm hay sao, bắn kiểu bắn cứ xuyên sợ thật đấy. Bình này bật phần mềm rồi. Bình phần mềm ai, phần mềm Bình. À, ok đâu rồi, địch đâu hết rồi nhỉ. À, địch chưa thấy thằng mặt mũi thằng nào là ôi kìa. Chết rồi, Bình lao lên như một vị thần và chết như một thằng đần rồi anh em ạ. Tưởng Bình thế nào. Đây, một thằng Noad VN bắt nạt đồng đội ta. Hai thằng Tờ Thi à. Và Tờ Thi tưởng chạy với chúng tôi này. Chạy với chúng tôi này. Đấy, team mình cũng có UAV. Ôi sao nhìn cái chấm ấy, sao mà đồ nó to thế. Đấy, làm sao lại thêm một cháu nữa. Hủy diệt ngay. Đâu rồi, cầm kim tiêm vào đây. Kim tiêm của chúng tôi. À, nó đứng lên kìa. Nó đã kịp đứng lên anh em ạ. Bật ngay kỹ năng của Iris. Xuyên tường. À, xuyên cờ mờ nó tường luôn. Xuyên tường luôn. Sống này, sống ngộ. À, sống ngộ cái. Hôm nay thì vẫn chưa ra cái khẩu MP40 Justin Bieber. À, tôi nghĩ chắc là một vài ngày nữa mới ra. Địch còn một thằng đây à. Địch còn một thằng. Mình còn hai thằng. À nhưng mà team mình một thằng kia là thằng boss anh em ạ. Đấy, nó thịt con chi 23 BDO IDO rồi chi 23 Idol. À, ok con dê rồi, ok rồi. Bạn chơi thì mình cũng chơi lại thì bạn thôi. Ngại gì va chạm. À, anh em thấy siêu độ trinh neon tôi trông uy tín không? À, siêu độ trinh neon trông cực kỳ uy tín luôn. Thì nói chung là bộ này mua nếu mà giá có 400 kim cương, nhờ tôi vừa mua thì nó quá rẻ. Anh em húp được thì húp, chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu? Lại kim tiêm à? Lại kinh điên mà. Ôi nhà kè huyền thoại nha. Á à, ơ cái bắn trượt kìa. Vãi trưởng. Cái game này nhiều lúc nó bắt tâm một cái thằng nằm dưới đất toàn hụt rồi. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này và chúc anh em có một ngày vui, cuối tuần thật là vui vẻ nha. Đừng quên like và subscribe, bật chuông thông báo ở kênh Ria Kia Minh, không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình trong tương lai. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong video lần sau. Bye bye.